Cẩm Tú kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 1 tháng 10 năm 2024 của báo Thanh Niên. Chương trình được phát trên các nền tảng của báo Thanh Niên. Mời quý vị bấm like, đăng ký theo dõi cũng như ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức nóng hổi được chúng tôi cập nhật liên tục. Thưa quý vị, mở đầu với tình hình xung đột ở Trung Đông, Israel đã khởi động chiến dịch trên bộ tại Liban sau những cuộc tấn công tiêu diệt phần lớn các nhân vật đầu não của lực lượng Hezbollah trong khoảng 10 ngày qua. Quân đội Israel đã bắt đầu chiến dịch trên bộ tại Liban như dự báo và thủ đô Beirut đang chịu nhiều đợt tấn công mạnh. Theo NBC News, lực lượng phòng vệ Israel IDF hôm 1 tháng 10 thông báo các binh sĩ đã bắt đầu chiến dịch đổ quân sang Liban. Theo thông báo, một vài giờ trước, IDF bắt đầu các cuộc đột kích giới hạn cục bộ và có mục tiêu cụ thể trên bộ dựa trên thông tin tình báo chính xác nhắm vào các mục tiêu khủng bố Hezbollah và cơ sở hạ tầng miền nam Liban. Israel nói chiến dịch nhằm bảo vệ công dân nước này sống ở miền Bắc dọc biên giới Liban. Trước đó, truyền thông Liban đưa tin các vụ pháo kích nặng nề đã xảy ra tại ngôi làng biên giới Wassani, trong khi quân đội Liban rút lực lượng khỏi các vị trí dọc biên giới, lùi lên phía bắc ít nhất 5 km. Theo tờ The Times of Israel, IDF tuyên bố vùng biên giới phía bắc Israel là khu vực quân sự khép kín, cấm người dân đi vào. Quân đội kêu gọi người dân không công bố thông tin di chuyển của binh sĩ, trong khi một số chính trị gia đăng những bài viết gợi ý về chiến dịch bắt đầu. Các quan chức Israel đã thông báo với Mỹ về kế hoạch đổ quân vào Liban, nhưng sẽ hạn chế về quy mô và thời gian. Hai quan chức Mỹ xác nhận với NBC News rằng chiến dịch có vẻ đã bắt đầu. Truyền thông Israel đưa tin rằng nội các an ninh đã phê chuẩn giai đoạn tiếp theo của chiến dịch chống Hezbollah. Trong cuộc họp, một số bộ trưởng bất bình về việc các quan chức Mỹ dò dỉ thông tin về chiến dịch sau khi được Israel cập nhật tình hình. Trong khi đó, AFP dẫn lời quan chức an ninh Liban cho hay quân đội Israel đã tiến hành ít nhất 6 cuộc không kích ở các khu ở miền nam Beirut trong những giờ đầu ngày 1 tháng 10. Đợt không kích diễn ra sau khi quân đội Israel kêu gọi người dân sống trong khu vực Dahiyeh, thành trì của Hezbollah sơ tán. Các quan chức Mỹ nói với NBC News rằng Washington chưa thấy chuyển động của Iran báo hiệu phản ứng sắp tới của nước này, nhưng Tehran được cho là đã trong tình trạng sẵn sàng, hành động nhanh chóng nếu quyết định phản ứng. Iran cũng đã ra dấu hiệu cho Mỹ rằng nước này không muốn một cuộc chiến tranh rộng hơn. Israel cho biết giao tranh dữ dội đã nổ ra với Hezbollah ở miền nam Liban hôm 1 tháng 10 sau khi lính dù và biệt kích của họ tiến hành các cuộc tấn công ở đây. Quân đội Israel cho biết các hoạt động ở Liban bắt đầu vào tối 30 tháng 9 và có sự tham gia của Sư đoàn Tinh nhuệ 98. Sư đoàn này đã được điều động từ chiến trường Gaza sau nhiều tháng đối đầu lực lượng Hamas ở đó. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã điện đàm với người đồng cấp Israel Yoav Gallant vào khuya 30 tháng 9. Sau cuộc gọi, ông Austin thông báo hai bên đồng ý về sự cần thiết của việc phá bỏ cơ sở hạ tầng tấn công dọc biên giới để đảm bảo lực lượng Hezbollah ở Liban không thể bất ngờ tấn công miền Bắc Israel như Hamas đã từng làm ở miền Nam Israel vào năm ngoái. Ông Austin làm rõ rằng Mỹ ủng hộ quyền tự vệ của nước đồng minh, dù ngầm tỏ ra ủng hộ chiến dịch, nhưng Bộ trưởng Austin nhấn mạnh rằng cuộc đổ quân này sẽ không phải là dấu chấm hết mà cần có giải pháp ngoại giao để đưa dân thường ở cả hai phía của biên giới Israel-Liban về nhà an toàn. Ông nói Mỹ đang sẵn sàng để bảo vệ lực lượng của mình cũng như các đồng minh đối tác trong khu vực trước mối đe dọa từ Iran và các tổ chức được nước này hậu thuẫn. Nga bày tỏ quan ngại về chiến dịch của Israel, trong khi Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nói chiến dịch đó là mưu toan chiếm đóng bất hợp pháp, xâm phạm toàn vẹn lãnh thổ của Liban và yêu cầu Israel phải rút quân khỏi Liban ngay lập tức. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm qua nói nếu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc không ngăn chặn được các cuộc tấn công của Israel, Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc nên khuyến nghị sử dụng vũ lực chống lại Israel, theo một nghị quyết hồi năm 1950. Nghị quyết này nêu rằng Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc có thể can thiệp nếu các bất đồng giữa 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an, Anh, Mỹ, Nga, Pháp và Trung Quốc cản trở họ duy trì hòa bình quốc tế. Ông Erdogan cho biết ông rất buồn khi thấy các nước Hồi giáo không đưa ra lập trường tích cực và chủ động hơn đối với Israel. Nhà lãnh đạo kêu gọi các nước tung ra biện pháp kinh tế, ngoại giao, chính trị để gây sức ép buộc Israel chấp nhận ngừng bắn tại dải Gaza và Liban. Thưa quý vị, chuyển sang một thông tin khác. Hàn Quốc hôm nay 1 tháng 10 tổ chức một cuộc duyệt binh ở Seoul đánh dấu ngày lực lượng vũ trang Hàn Quốc. Triều Tiên trong dịp này đã chỉ trích việc Mỹ đưa các trang bị hạt nhân chiến lược đến khu vực và tuyên bố sẽ tiếp tục cải thiện năng lực răn đe chiến tranh. Hãng thông tấn KCNA hôm 1 tháng 10 dẫn lời Bộ Quốc phòng Triều Tiên lên án việc Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân chiến lược tới Hàn Quốc. Thứ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kim Kang-il cáo buộc Mỹ chơi trò lừa bịp quân sự liều lĩnh và gây căng thẳng khi gần đây triển khai một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân tới Hàn Quốc và đưa máy bay ném bom B-1B đến tham gia cuộc duyệt binh đánh dấu ngày lực lượng vũ trang Hàn Quốc vào chiều 1 tháng 10. Truyền thông Hàn Quốc loan tin máy bay ném bom B-1B sẽ bay qua Seoul cùng với các máy bay chiến đấu của đồng minh trong cuộc duyệt binh.
quân đội Hàn Quốc và lực lượng Mỹ ở Hàn Quốc chưa xác nhận sự tham gia của B-1B, nhưng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hay cuộc duyệt binh một phần nhằm phô trương sức mạnh quân sự để răn đe Triều Tiên. Thứ trưởng Triều Tiên Kim Kang-il cho rằng, việc Mỹ phô trương lực lượng cho thấy sự bất lợi về mặt chiến lược của nước này trên bán đảo Triều Tiên đối với Triều Tiên, cũng như nỗi ám ảnh hạt nhân kinh niên của Hàn Quốc. Ông kêu gọi tiến hành các biện pháp mới để đáp trả. Ông cũng tuyên bố sẽ tiếp tục cải thiện khả năng răn đe chiến tranh hùng mạnh của Triều Tiên. Trong tuần trước, bà Kim Yo-yong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chỉ trích sự hiện diện của tàu ngầm hạt nhân Mỹ ở Hàn Quốc. Theo Reuters, tàu ngầm này cập cảng ở thành phố cảng Busan để lấy hàng tiếp tế và cho thủy thủ đoàn nghỉ ngơi. Liên quan tình hình xung đột Nga-Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 30 tháng 9 cho biết tình hình ở các mặt trận đang rất khó khăn và các lực lượng Kiev phải nỗ lực hết mình để vượt qua mùa thu. Ông nói mọi thứ có thể hoàn thành trong mùa thu này. Chúng ta phải đạt được mọi thứ có thể đạt được. Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy một tuần, nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phải hành động nhanh chóng trong những tháng tới. Ukraine được cho là đang tìm cách đẩy nhanh các hoạt động quân sự trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11. Tuy nhiên, kế hoạch của Kiev gặp khó do phương Tây đến nay vẫn chưa cho phép dùng vũ khí viện trợ tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Trong khi đó, lực lượng của Ukraine càng bị kéo căng vì mở thêm chiến dịch tấn công vào vùng Kursk của Nga. Hoạt động này đã không đạt được một mục tiêu lớn khi quân đội Nga vẫn tập trung vào miền đông Ukraine. Các blogger quân sự Ukraine trong những ngày gần đây đưa tin rằng lực lượng Nga đã tiến vào thị trấn Vuleda, nơi lực lượng Ukraine đã thiết lập một pháo đài vững chắc trong nhiều năm qua. Kênh Deep State có liên hệ với tình báo Ukraine nói bộ binh Nga đang di chuyển trong Vuleda cũng như giữa các khu nhà cao tầng. Người Nga đã giương cao lá cờ của họ ở các quận phía tây của thị trấn. Thưa quý vị, trong cuộc xung đột ở Ukraine, xe tăng dường như đã trở nên lép vế vì sự lên ngôi của máy bay không người lái. Những phương tiện to lớn ồn ào này dễ dàng bị phát hiện và trở thành mục tiêu chỉ sau vài phút. Vậy thì, có tương lai nào cho các loại xe tăng chủ lực trên chiến trường? Mời quý vị cùng với Cẩm Tú tìm hiểu qua video sau. Xe tăng từng được mệnh danh là vua chiến trường. Tuy nhiên, sự lên ngôi của máy bay không người lái, tức UAV, ở Ukraine phần nào khiến những phương tiện to lớn ồn ào này dễ dàng bị phát hiện và trở thành mục tiêu chỉ sau vài phút. Điều này khiến hàng chục xe tăng phương Tây tiên tiến chỉ được sử dụng một cách hạn chế ở xung đột Ukraine trong điều kiện phù hợp. Theo The Wall Street Journal, để ứng phó, quân đội các nước đang bổ sung công nghệ vào xe tăng nhằm phát hiện và bảo vệ trước UAV, đồng thời thay đổi về thiết kế để làm cho những chiếc xe bọc thép hạng nặng này cơ động hơn. Chiến thuật trên chiến trường đã thay đổi và những bài học từ Ukraine đang được đưa vào huấn luyện. The Wall Street Journal dẫn lời Đại tướng James Riney, chỉ huy Bộ Tư lệnh Tương lai của Mỹ, đơn vị nghiên cứu giải pháp chuyển đổi và trang bị cho quân đội, nhận định rằng trong tương lai gần, chúng ta cần phải khẩn trương thực hiện một số điều chỉnh để duy trì khả năng sống sót của các đội hình thiết giáp. UAV chiếm ưu thế. Rõ ràng UAV đang định hình lại cục diện chiến tranh hiện đại. Việc điều chỉnh xe tăng để phù hợp với thời đại UAV là điều quan trọng nếu phương Tây muốn duy trì lợi thế trong chiến đấu. Trước đây, xe tăng từng thay đổi để thích nghi với những đối thủ mới xuất hiện như máy bay và tên lửa chống tăng. Xe tăng đã xuất hiện trong chiến dịch xâm nhập vào Kursk của quân đội Ukraine và loại vũ khí này vẫn có chỗ đứng trong các cuộc tấn công nhanh. Tuy nhiên, trong phần lớn chiến trường tại Ukraine, những cỗ máy thiết giáp tiên tiến nhất của phương Tây lại trở thành miếng mồi ngon cho các loại UAV tự sát rẻ tiền. Các thành viên lữ đoàn cơ giới số 47 của Ukraine được thông báo vào năm ngoái rằng họ sẽ nhận được xe tăng Abrams với hy vọng loại thiết giáp được Mỹ tung hô sẽ giúp họ chọc thủng phòng tuyến của Nga. Tuy nhiên, trong các đợt giao tranh trong năm nay, xe tăng của lữ đoàn 47 cùng 4 chiếc Abrams khác bị vô hiệu sau khi cán trúng mình ở tiền tuyến. Theo nhóm Oryx, chuyên tổng hợp thiệt hại trong xung đột Ukraine, Kiev đã mất 6 trong số 31 xe tăng Abrams nhận từ Mỹ. Ngoài ra, 12 trong số 18 xe tăng Leopard do Đức viện trợ đã bị phá hủy hoặc hư hại. Ở chiều ngược lại, xe tăng của Nga cũng chịu tổn thất đáng kể. Một lái xe Ukraine của chiếc Abrams với hô hiệu Smilik cho biết, ngay khi bạn xuất hiện trên đường và bị một UAV phát hiện, bạn sẽ bị tấn công bằng đạn pháo, mìn, tên lửa chống tăng, UAV, bom dẫn đường. Vào giai đoạn đầu cuộc chiến tại Ukraine, các chỉ huy thường giấu xe tăng và các loại xe bọc thép bằng cách đào chiến hào và ngụy trang. Sau đó, họ sẽ xuất hiện để khai hỏa khi kẻ thù vào tầm bắn. Tuy nhiên, hiện nay, xe tăng dễ bị UAV phát hiện, do đó kiếp lái trước tiên phải tìm cách tránh khỏi tầm hoạt động của UAV, sau đó mới di chuyển vào vị trí tấn công. Ông Anton Harris, chỉ huy một đại đội xe tăng cho biết, năng lực của một chỉ huy trước đây được xác định bằng khả năng chiến đấu và bảo vệ bộ binh, song giờ đây khả năng bí mật tấn công và rút lui nhanh chóng mới được đề cao hơn cả. Thay đổi để thích nghi. Xe tăng dễ bị UAV tấn công hơn các loại xe bọc thép khác vì kích thước cồng kềnh và tháp pháo lớn, phần trên chỉ được gia cố mỏng.
pháo của xe tăng cũng không phù hợp để bắn hạ UAV và hạn chế đạn dược. Do đó, cả lực lượng Nga và Ukraine đều đưa ra những giải pháp độ chế, chẳng hạn trang bị lồng sắt bao quanh xe tăng. Các cải tiến cao cấp hơn bao gồm thay đổi sơn, sử dụng lưới ngụy trang, nâng cấp công nghệ gây nhiễu UAV hay lắp thêm hệ thống đối phó, trong đó kể đến hệ thống Iron Fist của Israel, sẽ bắn ra nhiều đạn nổ cỡ nhỏ khi UAV tiếp cận, qua đó bảo vệ được xe tăng. Ngoài ra, các nước cũng nghiên cứu sử dụng vật liệu nhẹ để chế tạo xe tăng nhằm tăng tính cơ động. Chiếc Abrams của Mỹ nặng khoảng 60 tấn, được trang bị thùng dầu gần 2.000 lít và mất hàng chục lít chỉ để khởi động. Một số sĩ quan cấp cao của lục quân Mỹ cho biết quân đội đã đầu tư quá nhiều vào xe tăng. Thủy quân lục chiến Mỹ đã từ bỏ xe tăng cách đây 4 năm như một phần của quá trình tái cấu trúc nhằm tăng tính cơ động. Các quốc gia khác đã cắt giảm xe tăng trong biên chế. Năm ngoái, Na Uy đã quyết định cắt giảm một đơn đặt hàng xe tăng Leopard và thay vào đó đầu tư vào các hệ thống phòng thủ tên lửa. Mặc dù xe tăng dễ bị tổn thương, quan chức quân đội Mỹ cho rằng chúng vẫn có vai trò quan trọng. Trung tướng Kevin Admiral, chỉ huy quân đoàn thiết giáp 3 của lục quân Mỹ nhận định, trong các cuộc xung đột mà đối phương có xe bọc thép, Mỹ sẽ cần xe tăng để tạo ra hiệu ứng gây sốc nhằm thâm nhập và củng cố vị trí nhanh chóng. Như vậy, với những điều chỉnh từ thô sơ đến công nghệ cao và những thay đổi về chiến thuật và chiến lược, xe tăng vẫn chưa thể bị thay thế và vẫn có nhu cầu cao trên thị trường vũ khí. Gần đây, quân đội Ấn Độ công bố kế hoạch loại biên hàng trăm xe tăng T-72 nhưng không phải để loại bỏ. Với nhu cầu cao trên khắp thế giới, người Ấn Độ dự định sẽ sửa chữa, nâng cấp số xe tăng hơn 40 năm tuổi này để xuất khẩu. Quân đội Ấn Độ đang lên kế hoạch loại biên hàng trăm xe tăng T-72, sau đó đại tu và hiện đại hóa để xuất khẩu sang các nước khác. Ấn Độ có khoảng 2.500 xe tăng T-72 sau khi bắt đầu biên chế loại xe tăng này vào quân đội hồi cuối thập niên 1970. Tuổi đời cao đã làm tăng chi phí vận hành và giảm tính ổn định của xe tăng T-72, buộc quân đội Ấn Độ ưu tiên đặt hàng loại xe tăng T-90. Một quan chức cấp cao Ấn Độ cho biết, các xe tăng loại biên sẽ được hiện đại hóa và xuất khẩu sang các quốc gia khác. Việc đại tu sẽ được thực hiện tại nhà máy sản xuất phương tiện hạng nặng ở Avadi, bang Tamil Nadu của Ấn Độ, nơi trước đây được cấp phép sản xuất T-72 và giờ đây đang sản xuất T-90. Thị trường xe tăng T-72 ghi nhận số lượng của loại xe tăng từ thời Liên Xô này trên toàn cầu đã giảm trong những năm qua. Nguyên nhân là các nước châu Âu chuyển giao số xe tăng này cho Ukraine, trong khi Nga và Belarus đưa xe tăng nghiêm cấp ra sử dụng cho các đơn vị mới của quân đội. Nếu xuất khẩu, T-72 của Ấn Độ cũng gặp các đối thủ cạnh tranh như xe tăng VT-4 của Trung Quốc, vốn ra đời muộn hơn và mang những ưu thế công nghệ. Tuy nhiên, lợi thế thị trường của T-72 là loại phương tiện này đang được nhiều nước sử dụng, do đó có thể dễ dàng tích hợp vào biên chế quân đội. Hiện có hơn 30 quốc gia sử dụng các biến thể khác nhau của T-72. Loại xe tăng này nặng 41-44 tấn tùy phiên bản, dài 6,9m, rộng 3,6m và cao 2,2m. Kiếp chiến đấu gồm 3 người, một chỉ huy, một lái xe và pháo thủ. Xe sử dụng vũ khí chính là pháo nòng trơn 125mm 2A46M. Tầm hoạt động của T-72 là khoảng 450km, có thể lên đến 700km khi trang bị thùng nhiên liệu. Tờ Izvestia ngày 1 tháng 10 dẫn một nguồn tin cấp cao giấu tên của Nga đưa tin nước này sẽ không ký hiệp ước mới với Mỹ để thay thế thỏa thuận hạn chế vũ khí hạt nhân chiến lược của mỗi bên sẽ hết hạn vào năm 2026. Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới hay New START là nỗ lực cuối cùng làm chậm cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân giữa các siêu cường và tăng cường tính minh bạch bằng cách áp đặt các giới hạn có thể kiểm chứng được về số lượng vũ khí. Tổng thống Vladimir Putin vào năm 2023 đã đình chỉ việc Nga tham gia hiệp ước do Mỹ hỗ trợ cho Ukraine, mặc dù Moscow vẫn tuân thủ các giới hạn về đầu đạn, tên lửa và máy bay ném bom do thỏa thuận áp đặt cũng như Mỹ. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tổng hợp tình hình tại các điểm nóng xung đột trên thế giới ngày 1 tháng 10 của báo Thanh Niên. Cẩm Tú xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Những diễn biến mới nhất về các điểm nóng xung đột trên thế giới sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Mời quý vị bấm like, đăng ký kênh YouTube của báo Thanh Niên cũng như ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức nóng hổi của chúng tôi. Còn bây giờ, xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.